Hôm nay chúng tôi trải nghiệm kỹ năng sinh tồn, tức là sống hoang dã ở ngoài thiên nhiên một đêm, xem là cái sức chịu đựng như thế nào. Đây là đang sẽ nướng một con vịt, sẽ nướng một con vịt để thưởng thức. Đây biết được thì chết rồi, cháy rồi. Rồi không, khéo khéo nó sập sập sập. Cái này đã ok cho xa ấy, phải hai lượt cạnh thì nó mới là đúng. Không có không kiếm được gạch, không có gạch, vấn đề là như thế. Ở giữa một cái nơi hai bàn gạch thì nói vàng, ở giữa một cái nơi hoang dã như này nhặt thế nào được. Rồi lưng cháy chút nữa lấy dao gạt gạt cái tàn lên ra. Đến sao chín là được, nhưng mà chín. Nếu mà nó ngon, chắc chắn là ngon. Bây giờ là phía đằng ức, ở đằng ức than nó dày, nó sẽ thấp. Đấy, chú Quốc cào cái ấy đi. Cào rồi là sâu rồi nè. Cái ông này, là cái ông người không biết chữ, nhưng mà đang có hai cái gậy để nướng vịt bằng hai cái gậy, tận dụng nhặt được hai cái gậy sắt của hai người ta ấy. Đây hai gậy sắt này là cái đồ gì đấy, thế mới lại đống than này là ai đốt ở đây một đống rất chi là to. Chúng tôi thấy đây là mua một con vịt và nướng. Đây là, đấy lật rất chỉ là ngọn là chỉ bằng hai cái thanh sắt, nhặt được. Và thằng cha này đằng dưới này, đằng dưới bụng chín được không? Chín. Nhưng mà còn than này thì chín. Đấy, còn nhiều than không? Sợ hết than không? Thế nào cái kia còn quanh đây còn chưa khoai vào. Thế là con vịt đã chín. Và bây giờ chúng tôi bắt đầu sơi. Đây, đây với dụng cụ vậy đang để chiến đấu. Đang cầm cái để chiến đấu là chỉ có một con dao rất là thô sơ. Con dao quấn rồi. Ừ, đó. Đời, ngồi này đúng kiểu Tây Nguyên. Ăn lên. Bật ra. Bật. Bật định nô rồi. Bật ra. Đúng kiểu Tây Nguyên. Buồn cười nhỉ. Công đi lấy vịt. Ra đây em ơi. Hay là làm khách ấy. Đấy, cái ông này. Ông này là ông người dân tộc. Ở đây. Ai có tùng chéo con dao này không? À, ừ, đúng mang. Đấy mới là con dao. Còn đấy để lách. Đấy mới là con dao để chiến đấu. Đấy. Ui, quẩy phim chú ấy. Ông dân tộc ED. Còn đây là ăn làm tí đi. Ông này có người nồng. Em ơi, ngồi đi. Ngồi đi. Tí đi. Không ăn rượu nhưng mà phải ăn. Cười. Thịt gà, thịt vịt có đau răng. Đây anh mời mà. Em mời. Cho ăn nóng. Nè, uống nào. Đấy, đấy, đấy. Ông mai cho mẹ đầy cũng mệt chờ. Đầy kiến ơi, thật đấy. Cố kiến. Đấy, mẹ ăn đi xem. Mai đây là được. Chỗ.